Rồi, xin chào các bạn nha. Thì ở đây là Linh có một cái thùng hàng gửi từ Việt Nam qua là các bạn mẹ của Linh với chị Hai Linh mua đồ gửi qua cho Linh. Thì cái thùng hàng này là hồi sáng này Linh mới vừa khui ra luôn, mới được cắt ra chưa có mở ra hết chị, mới có cắt cái trên thôi thôi. Đây nè, còn cái bao đây nè. Thì hồi sáng đưa tụi nhỏ đi học. Có cái anh đang giao hẹn mà chồng Linh nhận giùm, mà cái má chồng Linh khiêng không nổi, cái thùng này hơn 20kg, là 21kg hay gì đó. Má chồng Linh nó để ngoài cái gara xe khiêng không nổi luôn. Thì đưa tụi nhỏ đi học về, bây giờ Linh khui lên định là không có quay, nhưng mà má chồng Linh nó thôi con quay đi, quay cho có video. Rồi cái Linh nói là sợ quay mà không có tụi nhỏ thì các bạn coi chán lắm, thôi giờ Linh quay cái này đi, rồi lát nữa Linh quay đi rước tụi nhỏ. Tại vì tụi nhỏ đi học rồi, bây giờ là Liam á là học á là vô lớp 1 rồi, là một tuần lễ là 5 ngày luôn, học 5 ngày luôn. Mà năm ngoái á thì học á có một tuần có 3 ngày, bây giờ học 5 ngày. À, bây giờ Linh để cho coi trong đây là có cái gì. Cái thùng hàng này là, cái thùng hàng này là gửi là đúng 6 ngày là tới luôn. Đây, đây ở đây là có mứt dừa nè. Để Linh quay cho các bạn xem. Cho Việt Nam là cho có đồ ăn là Việt Nam cho nó sơm tụ một chút. Đây nè, cái này là mứt dừa ha. Đây, còn cái này là khô lưỡi trâu. Cá lưỡi trâu gì nè, thôi hút chân không mà sao cũng còn nghe mùi ta. Rồi hút chân không không kỹ nè, nó có cái lỗ. Hút chân không không kỹ nó hơi có cái lỗ nè, cho nên là nó nghe mùi. Hả? Đây nè, cá lưỡi trâu, ăn cho nó đỡ thèm. Ăn tại vì ở nhà Linh hộp trước có khô gì đó, khô cá tra, rồi bây giờ là khô cá lưỡi trâu. Tại Linh chị Hai Linh nói là cái bà này bán ngon lắm cho nên mua ăn thử. Má chồng Linh ngồi coi TV rừng kia, chắc lát sẽ nói cái gì mà hôi quá. Đó. Đây, đó. Còn mấy cái này á, là dụng cụ nói mi nè. Cái keo này là Lady Last của ai vậy ta? À, cái keo này là keo nói mi của Linh. Linh mua nhiều thứ lắm các bạn ơi. Mua nhiều dụng cụ làm mi á. Mua nhiều thứ á, giờ không biết mua của ai nữa. Mấy cái miếng này là mấy cái nào này dụng cụ nói mi của Linh. Tại vì hôm bữa có mấy chị hỏi Linh là Linh ơi em ở nhà em làm cái gì vậy, mà nghe nói là có làm nữa. Thì sẵn đây Linh chắc lại là Linh làm nói mi tại nhà nha các bạn. Nói luôn mi giả đó cho khách á, nói tại nhà luôn đó. Linh có cái phòng làm việc của Linh đằng kia riêng. Thì bữa nào Linh rảnh Linh quay sơ cho các bạn xem. Mấy dụng cụ nói mi của Linh không à, cho nên Linh bỏ qua bên trước đi. Làm nói chung là cũng la rai á các bạn ơi, tại vì làm tại nhà. Hai chai keo. Cái này keo. Keo. Làm tại nhà các bạn ơi. Làm kiếm tiền mua sữa cho Liam à với sợ Sophia. Đây còn cái này nữa là các bạn. Cái này là mới là quan trọng nè. Mẹ Linh gửi qua nè. 5 hộp luôn hay gì đó. Nó khẩu trang. Ở trên 5 hộp đem qua để xài chứ không phải để bán đâu nha các bạn. Tại vì khẩu trang y tế này nè là không có giữ được lâu, giống như là không có giặt á, sử dụng đi ra ngoài sử dụng đeo là xong rồi là bỏ, dơ là bỏ chứ còn không có giặt lại được. Với lại mua nhà lên đông người mà đem cho má chồng lên nữa, má chồng lên xài nữa. Màu này cũng đậm quá ha. Còn này là mấy cây nhíp của Linh nè. Nhíp nói mi nè các bạn ơi. Đó, bây giờ là cái này. Mấy cái này là 6 hộp khẩu trang luôn nè các bạn thấy không? 6 hộp luôn. Bây giờ ở trong đây là còn cái thùng nữa. Dụng cụ mi vẫn còn luôn nè. Dụng cụ mi Linh cũng mua nhiều ghê á. Còn mấy này là chắc đồ ăn đồ không à. Đây, cái này là bánh tráng trộn. Cái này Linh mua bánh tráng trộn sẵn mà rốt cuộc người ta không trộn giùm coi. Mua mà người ta để là sa tế nè. Bánh tráng này là của gì nè, sang Thái gì anh coi trên Facebook. Linh kêu mẹ Linh mua, chị Hai Linh mua giùm. Cái này là bỏ vào cái muối rồi sa tế rồi về về phải trộn đó, cực ghê không. Mua cũng nhiều lắm á các bạn, mua bánh tráng nhiều lắm.
cái này là cái bao lưới để đựng bọc mấy trái ổi á. Cây ổi nhà Linh Lan nó có trái, Linh mua lên Linh bọc. Quá xem không? Đây, cỡ này là mứt dừa nữa nè. Mứt dừa hình như là 2kg hay là 4 bịch hay gì á. Tại má chồng Linh Lan nói Linh sẽ cho má chồng Linh 2 bịch. Tại vì được 4 bịch mà lót rồi. Ra mấy bịch ta? Để coi coi. Rồi mứt gừng nữa, mứt gừng để đem về cho má chồng nữa đó. Má chồng Linh ra đây nè, mứt gừng. Mứt gừng mà gừng mà sắc lá đó các bạn. Má chồng Linh rất thích ăn, hôm bữa có nửa ký à. Cho nên là bây giờ mua cho má chồng Linh đem về bển. Má chồng Linh sắp về rồi, khoảng ở đây khoảng chừng 1 tháng nữa là về rồi. Là chồng Linh đi làm về đó, là má chồng Linh ở thêm 2-3 tuần nữa là về đó. Nếu mà không có bị phá gì đó, không bị chặn gì là sẽ ở lại, sẽ về được. À, này là có khô nữa nè, toàn khô lưỡi trâu nữa nè. Khô lưỡi trâu như là 1kg đó ta. Nhiều quá nha. Khô lưỡi trâu. Đây. Cái này là gì đây? Chắc mắm ruốc quá. Mắm ruốc Trí Hải. Ủa sao chị Hai lên mua mắm ruốc Trí Hải ta? Mấy lần trước là mua mắm ruốc gì à? Mắm ruốc hoài Quảng Ngãi mà sao giờ mua mắm ruốc này? Nói mấy này mứt dừa má chồng với Sophie rất là thích luôn. Mứt gừng. Đây mứt gừng Linh mua 2kg rồi má chồng Linh á hả? Mua mứt gừng với lại đem về bển nó cho chị của mẹ Linh nữa. Còn này là cái trái chuối khô. Cái trái chuối khô mà hồi xưa nó có cái trái da trong đó, cái vỏ chuối luôn mà người ta phơi khô á các bạn. Đó Linh sẽ rất thích ăn cái trái chuối đó. Này nhẫn bánh tráng nè. Bánh tráng giờ mua về phải trộn. Đó, bánh tráng là mấy bịch, ba bịch. Loại sa tế, một loại muối tỏi gì đó. Nên mua trộn sẵn mà rốt cuộc giờ hả? Phải trộn rồi. Đây, con này trái chuối nữa nè. Đó, còn này mới độc quyền nè. Cái này á là, cái này là các bạn là biết độc quyền luôn, ở Việt Nam là ở nhà làm nha các bạn. Kiểu nè, kiểu này là bà ngoại Linh đó, hồi lúc Linh có quay một cái video nào á là bà ngoại của Linh nó làm cho Linh. À bà ngoại của Linh làm cho mẹ của Linh rồi mẹ Linh cho Linh một kiểu này đó. Tắm gói đi luôn. Ai còn cái này á là dưa món. Dưa món này dạng như là ăn ăn củ cải bánh tét nữa các bạn. À bánh tét bánh chưng rồi đó. Đây dưa món này cũng bà ngoại Linh làm luôn. Làm cái này, cái hũ này là của bà ngoại Linh, nhưng mà mẹ Linh nhờ Linh, mẹ ngoại Linh làm mà làm không kịp cho nên là bà lấy cái hũ này bà đưa cho Linh luôn. Rồi con cảm ơn bà ngoại rất là nhiều luôn. Nếu mà bà ngoại coi video này nha. Rồi đây là cái này là rất quý luôn nè. Cái này là Sophie và Liam là thích nhất luôn. Ôi quá trời khẩu trang luôn, chịu gì nổi không. Khẩu trang nè của Liam nè. Đó, Liam là mê mấy cái này lắm luôn. Siêu nhân đồ nè, tùm lum hết trơn đó. Mấy cái này là Liam là mê. Tại vì lần trước lên Việt Nam á, Sophie có đem khẩu trang ở Việt Nam đi bụi á, mua cho nó hai cái, chị Hai đang mua nó hai cái. Cái nó đi rồi nó đi về, nó bỏ túi sách nó đem về đây luôn, chứ đâu phải là chỉ đem về đây. Cái là để trong vỏ sách là sẵn đem về luôn á. Cái là Liam nó thấy gì nó đòi mà của con gái nó đâu có chịu đeo. Trời ơi, giờ của Sophie nè, nhiều ghê luôn. Trời ơi, đeo mê sai luôn. Bông hoa bướm lượn không à. Đó. Quá trời luôn. Mê sai. Ủ màu mấy 20 cái luôn. Cái này dễ thương. Hình chó. Đó, vậy thôi đó. Đó, đây là cái dụng cụ của Lâm, vậy thôi đó, như đây. Rồi, cái này là cái gì đây? Cái này là cái hóa đơn của Linh. Hóa đơn là tại vì Linh mua hàng á, gửi hóa đơn để qua đây thay thế. À còn đây, một số dụng cụ nó rớt trong đây nè.
xíu nữa là đó, keo nó mi. Cái này nãy gì, trái keo đấy. Mấy này kem nó mi được của Linh Hồng, bộ mi đó, có như đó thôi, nó lại dẫn cái phần không. Phần không ha. Thì Linh gửi hàng này rất là nhanh luôn nha các bạn. Mẹ Linh gửi trong vòng có 6 ngày tới mà ra 6 lần làm gì. Giống như là 4-5 tháng trước á, mẹ Linh gửi trong cái lúc mùa dịch cũng đang nhiều mà cũng đúng một tuần là tới là rất là nhanh. Hôm nay là đúng 6 ngày thôi. Nó gửi hàng thì trong hộp này là khoảng 20,5 kg. Thì nói chung là Linh gửi dịch vụ này rất là nhanh luôn. Nếu mà các bạn mà có ốp á mà muốn gửi hàng đi á mà giá cả phải chăng, nó đi giống như đúng với lịch hành trình của mình á là không có bị nhưng mà xui á, do là cái hải quan nó chặn là thôi, chứ đi dịch vụ này là Linh là gửi là giống như là 5-6 lần rồi. Linh qua đây Úc là cũng hơn 5 năm rồi, Linh gửi 5-6 lần rồi. Thì dịch vụ này gửi đi lần nào cũng đúng tới ngày hết trơn, không bị trễ gì hết trơn. Nói chung là những giống như do Linh may mắn hay sao Linh không biết. Đó rồi, và ai mà muốn gửi hàng á thì có thể nhắn tin cho Linh thì Linh sẽ cho điện thoại, chứ Linh không có quảng cáo. Rồi thì sẵn đây Linh sẽ kể cho các bạn nghe là giống như gửi hàng các bạn cũng cẩn thận nha. Giống như gửi thì gửi đúng dịch vụ, tại vì có lần á mới trước đây nè, 2 tuần trước khi Linh gửi hàng này thì thật sự là Linh rất là muốn mua thuốc tây nhưng mà thuốc ho thôi, tại vì cả gia đình thường hay bị ho với viêm họng á, thì bên đây đi bác sĩ là không, bác sĩ ít khi nào cho thuốc lắm, bị nặng thiệt nặng mới cho, mà có khi Linh ho 3-4 tháng luôn mà cũng không có cho gì hết trơn, đi bác sĩ không cho gì hết trơn. Rồi cái Linh mới gửi thuốc ho, cái con bé nó đăng trên cộng đồng người Việt, nó đăng trên Facebook cộng đồng người Việt ở hết này, nó là nó chuẩn bị có chuyến bay nó sắp đi qua đây, thì có ai nó có dư ký như vậy đó, thì có ai muốn gửi hàng cho nó cho gửi, thì dĩ nhiên có trả phí rồi. Cái Linh mới thấy Linh nhắn tin thì Linh chỉ muốn gửi thuốc ho thôi, cái Linh mới nhắn tin cho bé nó hỏi em ơi em đi qua bên hết hả, cho chị gửi thuốc tây được không, nó nói thuốc gì, thì Linh mới nói là thuốc ho. Cái xong rồi cái nó nói dạ được, cái Linh mới nói gì, Linh định gửi là 5 kg, tại lúc đó Linh chỉ mua dụng cụ nó mi của Linh thôi, chứ Linh chưa có mua mất giường hả. Linh đang ngồi nói chuyện cái nó bị hết pin, thì Linh đang nói tới là Linh xin nó cho Linh định gửi 5 kg, là Linh định vừa gửi 3 cái dụng cụ nói mi của Linh. Thì cái nó nói là thì được 5 kg, nó sẽ gửi cho Linh gửi 5 kg. Thì Linh hỏi giá bao nhiêu, thì nó là 240.000 một ký. Thì nói là cái giá là rất là rẻ luôn, tại vì Linh gửi cái này là Linh gửi trên 20 kg thì khoảng 13.5 đô Mỹ một ký, thì tính ra là gần 300.000 hay gì phải các bạn ha. Đô Mỹ là 200 mấy, 220, 223 gì đó. Thì 13 đô Mỹ thì gần 13,5 đô Mỹ một ký gì đó, mà trên 20 ký mới được. Rồi cái Linh thấy rẻ, Linh nói là thì giờ Linh chỉ muốn gửi thuốc tây thôi, còn mấy cái dịch vụ bánh bứt thì Linh sẽ gửi dịch vụ riêng cho nó nhẹ của nó thôi, chứ gì trơn, tẩy thuốc tây đâu có gửi dịch vụ được. Cái xong rồi cái nó đồng ý, nó biểu Linh bây giờ á, cái Linh nói là em đi qua bên cái tháng này á là phải cách ly rồi, tại Linh thấy nhiều người đi qua Úc là phải cách ly ở khách sạn 2 tuần. Nó nói không, nó có giấy kiểm tra xét nghiệm Covid rồi nên cho nên không cần cách ly. Cái Linh mới thấy ngộ ngộ, nó ủa bữa thấy mấy cái anh ở trên Facebook ảnh đăng, nó là ảnh mới vừa qua là có cách ly ở khách sạn mà sao nó ghi là không có, thì cũng thấy kỳ kỳ. Thì cái xong rồi cái nó biểu Linh nó là bây giờ chuyển khoản cho cái tiền phí trước đi. Cái Linh nói ủa sao mà chưa có nhận hàng mà em đâu có biết bao nhiêu ký đâu mà sao mà biết mà tự nhiên chuyển khoản trước. Cái nó nói là chuyển khoản phí trước thì tại có nhiều người đặt gửi đi lắm, mà giờ chuyển khoản phí trước đi thì nó sẽ cho Linh 5 ký. Cái với lại nó biểu Linh là chuyển tiền mua thuốc tây nó mua giùm cho, tại vì nó mua cho chắc ăn. Cái Linh mới nghĩ là chắc nó sợ là thuốc tây là Linh gửi hàng tắm hay gì. Cái Linh mới nói nó là em vô Facebook của chị em coi, chị không có gạt em đâu, chị chỉ cần thuốc ho thôi. Thuốc ho là vậy, như là Linh uống cái nhà thuốc đó quen rồi, mẹ Linh đi ra ngoài đó mua một lần 10 ngày 20 ngày gì đó đem qua luôn. Linh nói đó là vô Facebook của chị coi thử đi, chị muốn gạt em đâu, chị mua thuốc tây rồi muốn ho gửi qua thôi.
cái nó biểu Linh là đưa tiền cho nó đi mua. Cái Linh nói thôi để mẹ chị mua, mà chưa có biết bao nhiêu số lượng, bao nhiêu ký, làm sao mà tự nhiên chuyển tiền phí được. Cái nó nói nó thấy Linh lằng nhằng quá, thật sự là Linh muốn gửi thiệt chứ không phải gì trơn. Lúc đó Linh không có nghi ngờ nó gì trơn. Cái xong rồi cái Linh nghĩ là tại vì nó còn non trẻ cho nên không nghĩ nó biết là cách ly, phải cách ly. Cái nó nói Linh nó là thôi vậy chị gửi dịch vụ đi cho nó nhanh, cho nó gọn. Cái Linh mới nói thôi vậy ok em. Anh Linh nói thôi không gửi tay được thôi, tại vì Linh mua đồ này Linh cũng gửi dịch vụ được, chỉ cần bút tay thôi thì nó không chơi, nó không cần thì thôi. Cái xong rồi cái qua ngày hôm sau có một chị, có một chị cũng đăng lên cái trang đó luôn, rồi đăng cái hình đó lên là bị nó gạt. Chỉ là chỉ muốn mua bánh tráng ở Việt Nam, mua bánh tráng trộn giống Linh vậy nè, gửi qua thì nó chỉ kêu là chỉ đưa cho nó sách tay, thì Linh nghĩ là tại nó lấy tiền rẻ hay gì thì người ta với lợn đem qua nó nhanh. Rồi cái chỉ không biết là bao nhiêu ký, nhưng mà chỉ chuyển khoản cho nó là 6 triệu mấy. Nó kêu chỉ chuyển khoản, xong rồi chuyển khoản đã đời rồi đấy. Nó kêu chỉ chuyển khoản để nó đi mua bánh tráng cho chỉ luôn, thì nó sẽ đem qua luôn. Rồi cái xong rồi nó chỉ chuyển khoản 6 triệu mấy, xong rồi nó cắt đứt cái chỉ luôn, nó không liên lạc chỉ luôn. Rồi cái chỉ cũng nhắn tin gọi điện thoại gì trường cho nó hết trơn. Rồi xong rồi cái Linh nói trời, Linh đăng lên cái bình luận cái trang của chị đó, nó rất là may luôn là Linh chưa có chuyển tiền vậy. Cho ví dụ Linh chuyển 5 ký đi thì cũng nó tính 200 mấy thì cũng 1 triệu mấy phải không, 10 ký cũng 2 triệu mấy rồi. Cho nên nếu mà nó gạt nhiều người vậy cũng rất là nhiều tiền luôn đó. Và cho nên là các bạn mà muốn mà gửi hàng đi Úc hay gì á là cũng rất nên cẩn thận, gửi dịch vụ đi hoặc bưu điện. Bưu điện thì nó hơi lâu một chút nhưng mà nó chắc ăn. Còn dịch vụ á thì nói chung á là nhanh gọn lẹ, giá cả cũng ok, cũng hơi cao, nhưng mà nhiều khi hả là dịch vụ nói chung cũng không an toàn đâu các bạn. Tại vì nhiều khi dịch vụ người ta quả quá là người ta sẽ lấy hàng của mình, người ta nhận tiền mà người ta không gửi đi thì cũng thấy. Nhưng mà cái đó là xui lắm mới bị. Còn cái chỗ này Linh gửi nói chung là gần cả chục lần mà không có bị lần nào hết trơn, mà đúng hẹn lắm. Rồi còn một cái nữa là có nhiều người hỏi Linh đó là thì nãy Linh nói là Linh mua dụng cụ nói mi, là nhiều người hỏi Linh là em làm gì thì Linh ở nhà Linh làm nói mi cho khách, nói lông mi giả tại nhà đó. Rồi còn một cái nữa là muốn nói luôn là các bạn mà muốn chuyển tiền ở Việt Nam sang Úc thì sẵn thì Linh chia sẻ luôn, thì giống như các bạn bán nhà ở Việt Nam cần chuyển một số tiền lớn thì các bạn có thể vô ngân hàng quân đội MB á, ngân hàng quân đội của mình á, nó ghi chữ là MB là gửi tiền vô rất là nhanh luôn. Người ta cho mình á là và người thân nhân trợ cấp cho người nước ngoài, giống như mẹ Linh nè, có con gái có Linh đây, có cháu ngoại cháu nội, có chồng Linh đây, là mẹ Linh được quyền trợ cấp mỗi người là 15.000 đô Mỹ cho một năm. Cho nên á là các bạn vào đó mà cái phí cũng rất là rẻ, không có cao. Rồi vô trong đó hồ sơ là rất là nhanh gọn lẹ, giống như là chỉ có giấy xanh rồi chứng minh là người nhân thân ở nước ngoài vậy thôi là có thể chuyển đi được. Cho nên là các bạn không có cần phải chuyển sang tay người này swap với người kia vậy, nhưng vậy nó sẽ không có an toàn, mình hồi hộp nữa. Cho nên cứ vào đó, tại Linh đã bán nhà rồi, tôi Linh đã chuyển tiền qua đây rồi, cho nên là Linh biết. Tại vì có rất là nhiều người hỏi rồi. Rồi thì đây là cái số lượng đây Linh gửi hàng qua như đây thôi. Quay cho có video các bạn xem cho vui, có khẩu trang được giờ ở đây nè. Đó, rất là best man. Má. Wow. Linh cho má chồng Linh xem. Listen, Sophie and Liam. Thì đây thôi, vậy thôi Linh kết thúc cái bi khúc này cho đây nha. My sister bought it, I think so. Thì Linh cảm ơn các bạn đã theo dõi video từ nãy giờ. Để lát thì Linh có thời gian quay thêm đoạn Sophie với Liam đi học về nha. Hôm nay Liam, Sophie có đi học múa nữa cho nên là phải chở Sophie đi. Đó, là cảm ơn các bạn đã theo dõi video từ nãy giờ. Bye bye. Đó, đây nè các bạn ơi, thì hai đứa nhỏ đi học về rồi. Sophie học múa. Yeah. Tụi nó đi học về thấy ba cái khẩu trang này là về là đeo vô liền, chưa có giặt nữa, dơ lắm á. Mà cũng lấy đeo vô nữa. Yeah, have to wash darling. Like it, Liam. Yes. Yay. I got 10. Nói gì em cũng yay. I got 10. Liam got 10 too. Which one you like the most? My favorite one is
Oh, them. I like this one the most. Yeah. But my favorite one is this. Sophie, no, cái đó là nó thích nhất. We call pink color. That's the same design, is it? No. So what one your favorite, Liam? This is my favorite. All of them. This is my favorite and this one. And this one's my favorite. Liam, nó nói mấy cái đó là cỡ nó thích nhất. Okay, mommy, yeah. This one's my favorite. Yeah, cái đó là nó thích nhất đó. But you still like all of them, right? Yeah. So, say thank you, dì hai. Con cảm ơn. Say con cảm ơn dì hai. Con cảm ơn dì hai. Yeah. Yêu dì hai. Yêu dì hai. Say con cảm ơn dì hai. Con cảm ơn dì hai. Con cảm ơn. Cảm ơn. Dì hai. Dì hai. Say con cảm ơn ngoại. Cảm ơn ngoại. Con cảm ơn ngoại. Cảm ơn ngoại. Trời ơi, coi kìa. Now I have to wash first, darling. Leave it there. Can I just sing that? Tại vì các bạn biết sao? Yeah, yeah. Công nhận khẩu trang Việt Nam mình nó mai kỹ lưỡng ghê. Ở bên đây bây giờ họ đang ngoài là bán một cái khẩu trang là khẩu trang nít vậy chắc là 7 đô nè, còn khẩu trang người lớn là 10 đô một cái. Đó. Các bạn thấy không? Ở Việt Nam mình mai kỹ lưỡng ghê không? Mà bán rẻ. Dì hai. Yeah. Yeah. Ờ dì hai. She sent it to us. Yeah, ngoại send it to us. Liam nó hỏi ai mua cái đống này vậy nên nói dì hai mua ngoại ngoại gửi qua. Rồi vậy thôi Linh xin kết thúc video tại đây luôn nha các bạn. Hồi nãy kết thúc rồi bây giờ kết thúc nữa. Quay một chút xíu cho các bạn xem là từ nhỏ thôi cho đỡ nhớ. Rồi, bye bye. Thank you for watching. Bye. Tạm biệt. Tạm biệt. Bye.